Lên tới đây là nghe tiếng tiếng kêu tật tật. Lắp qua bên nhà người ta luôn. Nó cứ chạy hoài. Khách thì có thay rơ lan, rơ lan này là không phải zin của nó này, có thay rồi nha. Ô sợi dây điện. Thank you.
Con Bana với con này là đồ răng nó tương tự với nhau nha. Để cho chút xíu à, chấm trước được. Đầu ra anh không muốn xả rất co, tại vì anh đã bị bung một lần rồi, nên không muốn xài. Kiểu con bơm ngày xưa là bơm mana cơ đó, nó cứ tắt mở liên tục à. Thành ra nó hay bị bung đường ống này, hay bị hư rất co này, rất co nó hay bị lỏng, cho nên chủ nhà cũng rút kinh nghiệm là không muốn gắn rất co nữa. Ý anh là phải rồi, chờ khô keo xíu rồi thì mình sẽ qua làm con nóng, con nóng cũng để trên này luôn, xong rồi bắt vít vô cái tường này dẫn rồi lấy cái thùng này che lại icon vậy thôi. Enjoy moon before. Trời là nóng rồi, gặp ngay cục nóng này nữa. Nóng thêm đi. Quá nóng. Rất co vì xài là co nóng. Thế này, đầu ra nó là răng 32, ống 25.
Ok. Ngắt. Lần ngắt rồi nha. Chờ thử con được nóng. Nắng của nó không nổi luôn ạ. Đây, bơm nước nóng đang chạy. Thằng test có bơm nước nóng nha. Nước lạnh thì nó mình test cho nó ngắt rồi. Tao phải cắm vào. Nó ngắt rồi. Em rung. Ok. Yeah. Em có đây rồi. Em còn vào đây rồi anh. Ok, giờ hai con cùng chạy này. Mình đã đấu điện vào một ổ cắm rồi nhé. Hai con chạy rồi. Con nó nóng ngắt. Nước nóng ngắt nhanh hơn tại vì người ta không có xài. Còn nước lạnh là có người xài. Này mình sẽ bắn ốc lại. Rồi, nước lạnh ngắt. Ok, bây giờ bắt ốc lại, gia cố nó đứng lại xong rồi mình che lại. Là xong.